kêu nó trà sữa trà sữa đó, rồi kêu số số số, nó tưởng là kêu nó đó. Tàu nó chạy ra, mừng quá, mình nhắc tàu nó nhẹ của mẹ. Chiêu thằng nói con kia con nhớ chiêu luôn. Nếu ngày không ăn mà, nó còn nghiệp. Lợn mèo gắt nó gặm nó chơi, chứ nó không có ăn thịt á. Nó ăn được rồi. Bữa nay là các bạn biết sao kêu quên thánh ăn tàu này ăn hủ tiếu gõ ở ngoài ngoài lỗ các bạn, nhưng mà người ta bán người ta chỉ mang về không à, đó thành ra là không có đem đi được, không có ăn tại chỗ được các bạn, mà chè mua về đó. Mà chè mua nhiêu tô bà nhẹ? 13 tô hả? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rồi mà chè mua 13 tô hủ tiếu gõ luôn các bạn. Nhưng mà thạch đó thì ở nhà bà chè mà nấu thêm nha mọi người. Hủ tiếu gõ đâu có thạch nhiều các bạn. Đó đây là có con mắt này mọi người. Ồ, mấy mắt rồi chè phải ăn mắt lắm. Có ăn mắt được không? Mắt heo được không? Ừ, ăn thạch được rồi. Ăn thạch được phải không? Rồi, nữa này tao chè thích ăn mắt đó các bạn. Đó, bà chè mua thêm mắt rồi thạch đó thì bà chè cũng nấu thêm. Thôi, mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Chứ giờ là bữa nay là còn không cho bán là tại chỗ mọi người ơi. Rồi mời tất cả các bạn cùng ăn. Oh, nước tương là sẽ làm sẵn luôn. Rồi mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời mọi người. Tôi gọi là ngon nha. Tao cũng cho một tiếu lắm chứ bộ. Đừng có mắt. Mời mọi người nha. Thảo mắt các bạn ơi. Ăn được mắt cả. Ngon lắm. Ngon lắm mà chèo cho cái món này sao. Hủ tiếu mắt heo. Hủ tiếu này ở ngoài người ta bán 12.000 tô được nè. Bà mọi người đúng nha. Nhưng mà mình không có ấy được các bạn, không ăn tại chỗ được. Thành ra các bạn cũng thông cảm ha. Chứ là hai chú cháu là ra ngoài ăn đó. Rồi tao bán ăn về không? Đấy. Còn mắt, đỏ quá. Mà anh dám ăn mắt heo à? Mắt heo còn lắm, thích lắm. Hồi đó có thằng bạn đi làm chung với bạn. Vô kêu là ông cháu má mắt heo. Đến thầm, nói chung là ông cháu này có con mắt. Kêu thêm con nữa. Để hai con hay là hai con. Các bạn con thích ăn mắt. Nhiều lắm. Ừ, thích lắm. Nhường á, lần sau cũng vậy, nhường á, nhậu đâu 4-5 lần, thích quá, không bao giờ vô quán nữa, cứ về nhà, mà chè nó có mối, mắt heo á, hết rồi các bạn. Rồi cái các bạn biết sao, mấy lần sau là thôi kêu dẫn cho quán đó là không giờ đi ăn nữa. Vô lần nào cũng nhường bạn hết trơn các bạn. Không đâu các bạn ơi. Ông nào cũng phải ăn mắt heo chứ. Ông Sơn á, ông thiệt tình. Mình á, mình nói dễ. Nên không đem hai nhỏ vô. Ở bên này. Này hai nhỏ có rồi mọi người ơi. Này có như hai em bé là trà sữa. Có lại mất các bạn. Trời ơi, bò ra ngoài không gần 3-4 ngày nay các bạn. Hên à. Ừ, hên. Mẹo bắt vô giùm. Về cái kêu ngon trà sữa trắng thì kêu ông số ơi, về kêu ông số ơi. Cái ông số chưa kịp lên tiếng, ông số ngủ chưa kịp lên tiếng là con trà sữa trắng ở trong nhà ông số nó chạy ra các bạn. Không biết. Đâu chạy vô chỗ ngờ. Tại con biết sao không? Bình thường chú kêu nó trà sữa đó rồi chú kêu số nó tưởng nó là kêu nó đó. Tàu nó chạy ra cho mừng quá cho mình. Không nhắc đồng mấy nhà không em. Tiêu rồi. Thằng nói con kia con nhớ chiêu luôn. Nếu ngày không ăn mà, còn nghiệp. Lợn mèo gắt nó gặm nó chơi, nó chứ nó không ăn thịt á. Nó ăn được rồi. Đó. Các bạn nè, nó bé lắm nè. Nó bé mềm ha. Giờ cái con kia, con trà sữa đen á. Hôm qua giờ buồn quá, không biết sao thấy tội nghiệp. Không phải mất mà tiền mình tiếc, không phải vậy. Để tội nghiệp. Sợ nó sống được các bạn.
Hết con trâu các bạn. Hết con nữa. Ngon à, lâu lâu không ăn tiêu gõ. Đầu lắm mà. Trời, duyên đi vậy ta. Này tự nhiên sao ngủ ăn tiêu gõ. Tại sao bà chè mua 13 tô biết không? Không biết. Không biết hả? Cho người 6 tô, người 7 tô chứ gì còn còn hương như người 6 tô, 2 người 6 tô, còn dương tô 2 người dành chơi. Vậy gì? Vậy gì vậy? Không yêu mà nhầm cái chán rồi. Tô thứ 3 các bạn ơi. Đếm chủ nhà. Giờ tối, tự nhiên cái thách nào mình chọc á, tôi thấy con mèo kêu, tiếng chuột kêu, mà thấy con mèo nó gặm gặm gì thì ra là cánh nó đầu chọc nó chạy ra. Mấy chạy vừa chạy ra sao nó coi. Nó coi thì các bạn biết sao, con trà sữa đen. Đó, con trà sữa đen là mèo nó ngậm ở trong miệng. Mà nó không cắt. Họ thưởng cho nó cục thịt đây. Được cái này. Vậy tâm chè lấy để vô dưỡng rồi các bạn con nghiệp. Họ đem họ thưởng cho nhỏ cục thịt. Khánh đang được chọc. Tô các bạn ơi. Mấy tô rồi ông Khánh? Tô hai. Gì ông mới hai tô hả? Cả tôi ba tô luôn. Ngồi nói chuyện đi. Tô một con mắt khác. Chứ gì, chè mua dữ thiệt. Mấy mắt mà chè. Chứ gì. Vậy là hai vợ chồng trà sữa được đoàn tụ rồi. Bằng quá các bạn. Ok. Nó nhảy xuống mất, đâu dám nói các bạn đâu. Mừng lắm. Tính đi mua hai con khác rồi. Mà mua nhưng mà rất cần nghiệp, sợ. Tính đâu là sợ. Sợ nó bị mèo ăn, còn hơn cái hơn. Mèo nó gặm nó chơi. Nó bị chết à. Không có tại mèo nó gặm á, nó chơi á. Mèo nó gặm nó quay. Cầm gặm, hên thiệt. Mới lần ăn tôi gõ con kia như to. Chào mọi người ơi. Tiếng chị này bán. Gặp mình mua, bán cũng bận nha. Mua cái là mười mấy tô, mười ba tô. Câu thứ tư các bạn. Câu thứ tư. Câu thứ tư tìm làm con mắt thứ tư mọi người ơi nha. Câu thứ tư làm con mắt thứ tư nha. Wow!
bà chè. Tôi thứ năm bà chè ơi. Ở ngoài giờ chuyển mưa đen. Bây giờ mình đi vô nhà. Vô nhà thì vô nè mọi người. Rất ngon ăn lắm. Đau đau hả? Đau đau. Đau đau. Đây còn hả? Con rất mong bà chị ạ. Con mình rất mong bà chị ăn con. Nói bà chị ạ phải về đem sơ sinh sức về nhiều lắm bà. Đây ông ăn chanh vô ăn hả? Xong luôn các bạn ạ. Có luôn rồi. Bạn con nữa các bạn ơi. Để múc cho anh tô sức. Con này con thứ 6. 6 mọi người ơi. Mày nói tô thứ 3 hả? Không cười. Mời các bạn nha. Chè thì ăn xương, không thích ăn mát. Đó là ăn nạc. Đó là nạc, cũng là nước nhỏ nhỏ là nạc đó các bạn. Đi nhậu với bạn ăn mắt heo chưa? Giờ rồi. Nấu thêm thịt các thứ mà đậm đà quá. Nấu ăn chanh luôn. Quên luôn. Xong mọi người ơi. 2, 4, 6 con hả? Ừ. Thứ 7 rồi. Thứ 7 nha. Thứ 7 rồi mà nó ngọt thử. Tôn con mắt, tôn con mắt. Nãy giờ con không ăn con mắt nào luôn à. Cái gì? Đâu có ăn mắt nào. Con nên thích con mắt. Tôn con mắt. Cái nhậu mà được con mắt là cầm vô lỗ mà tơ tơ các bạn ơi. Mới 44 rồi. Trời ơi. Chó nằm các bạn. Tao mà cắm tôi ăn luôn cùng. Thưởng cho em đi. Không ơi, thưởng cho em đi. Nghe bánh mèo thật là. Nghe tốt
sốt cho ăn đi. Ăn cái lại tiêu rồi. Ăn tiêu trà sữa. Ủa, còn mẹ cưng cái thức rồi. Gặm nó gặm mà nó ăn vậy chứ. Mẹ nó thả kêu thả ra, nó đang đồ chọc kêu thả ra. Nó không ăn. Nghe lời hả? Còn hai cục nè. Ăn một tô xương nè. Làm một bánh con cho hết luôn. Con bây giờ chú 8 tô là 8 con. Ghê vậy. Thôi nó đầu xong mọi người ơi. Nên chồng bên đây nè. Trời ơi, 2, 4, 6, 8 tô. Thì ông bánh nó 3 là 3, 5 tô à? Trời. Yếu à. Hồi nãy ông quá, ông ăn chưa. Hồi nãy ông có vừa 4 con mì ông chơi hết luôn hả? Đúng 2 giờ mấy hả? Thấy ghê. Thôi vậy là cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã thích video này nha các bạn. Tập trình đến lâu giờ thích rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha, bắt đầu lần sau, bye bye.